Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với bản tin tối trên kênh Phúc Tài Chính, nơi cung cấp và chia sẻ những tin tức nóng hổi trong ngày. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng bàn đến việc Tịnh Thất Bồng Lai, bàn đến một chí phèo thời hiện đại 4.0, khi mà càng điều tra thì lại càng bị bắt. Và một người đã la làng trên cõi mạng là mình là người bị hại thì cuối cùng bây giờ cũng đã vào tù. Và xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng đến với bản tin từ báo chính thống ngay sau đây. Và theo thông tin trên báo Người Lao Động hôm nay có đưa tin, bị can thứ 6 ở Tịnh Thất Bồng Lai và những ồn ào quanh việc tìm kiếm Diễm My. Lê Thanh Nhị Nguyên, bị can thứ 6 trong vụ việc ở Tịnh Thất Bồng Lai tại Long An, từng xuất hiện tại hai phiên tòa hình sự với tư cách là người bị hại liên quan đến hành tung bí ẩn của Võ Thị Diễm My. Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi, để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai, còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Và như cô chú anh chị và các bạn đã biết, một cái ổ nó xấu thì nó sẽ tạo ra những con người vô cùng là bẩn thỉu. Như cô chú anh chị thấy thì bị can Lê Thanh Nhị Nguyên hiện tại bây giờ mới có 24 tuổi và cũng bằng tuổi cái đứa em của mình, nó cũng tầm mới ra trường thôi. Thì với những bạn mà mới ra trường, sếp mà mắng cái là có khi là khóc ấy chứ. Vậy mà với Lê Thanh Nhị Nguyên được đào tạo trong cái lò tà an thì mới 24 tuổi đã biết là cao mặt ăn vạ, rồi là chỉ có một cái vết sẹo trên mặt thôi là đòi bồi thường hàng tỷ đồng, rồi là ăn vạ. Đúng là chí phèo 4.0, còn hơn cả chí phèo ấy, bởi vì ít nhất chí phèo còn biết nói cái câu ai cho tôi lương thiện. Còn cái thể loại Lê Thanh Nhị Nguyên này thì không có một chút lương thiện nào trong người, cũng không có một chút lòng trắc ẩn nào trong người. Bởi lẽ với cái đám tà am này này, nó còn ăn vạ được, nó còn la làng được, nó còn live stream được, là nó sẽ nói đạo lý, là nó sẽ nói nó là người tốt, chứ không bao giờ nó nghĩ nó là người xấu. Chỉ trừ khi bị công an bắt thì may ra mới tắt đài thôi, chứ còn live stream, còn đài là còn gãy đấy. Lê Thanh Nhị Nguyên là bị can thứ 6 ở Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố về hành vi nêu trên. Trong đó, 5 bị can đã bị bắt tạm giam. Và như cô chú anh chị các bạn đã thấy, trong hơn 3 tháng điều tra về Thiền Am bên bờ vũ trụ này, thì tra đến đâu là bắt đến đấy. Đầu tiên là bắt 3 người kia, sau đó là tiếp đến bắt bà Cúc, rồi bây giờ lại bắt Lê Thanh Nhị Nguyên. Không biết là tiếp tục sau đây còn có bắt ai nữa không. Thì đây chính là hình ảnh của Lê Thanh Nhị Nguyên xuất hiện ở phiên tòa trước đó với tư cách là bị hại. Nói thật với cô chú anh chị và các bạn, như mình 24 tuổi anh chỉ biết đi làm, sau đó là làm vậy thôi. Chứ còn với Lê Thanh Nhị Nguyên được sản xuất trong cái lò tà am này, 24 tuổi đã là kiện tụng rồi, ăn vạ rồi các kiểu. Trước khi bị bắt tạm giam, Lê Thanh Nhị Nguyên từng liên quan vụ ồn ào xung quanh việc ẩu đả với người nhà của Võ Thị Diễm My. Theo đó, vào năm 2019, dư luận ở Long An dậy sóng vì hàng trăm người kéo đến Tịnh Thất Bồng Lai ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để tìm Diễm My. Cuộc giải cứu cô gái này đã biến thành ẩu đả giữa nhóm người của ông Võ Văn Thắng, cha ruột Diễm My, và nhóm sinh sống ở Tịnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu. Theo ông Thắng, Diễm My từ nhỏ sinh sống cùng gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh. Diễm My ngoan hiền, thông minh nên vợ chồng ông đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô. Tuy vậy, từ năm 2019, Diễm My bất ngờ bỏ nhà ra đi, chặn mọi liên hệ với gia đình. Đây chính là hình ảnh ẩu đả trước đó tại Tịnh Thất Bồng Lai đây. Khi có thông tin con gái đang ở Tịnh Thất Bồng Lai, chiều ngày 24 tháng 10 năm 2019, ông Thắng cùng nhiều người họ hàng đến tìm con thì xảy ra lời qua tiếng lại với một số người ở đây. Lúc này, Lê Thanh Nhị Nguyên, người tự xưng đang tu hành tại đây, đã cầm chiếc xe đồ chơi bằng nhựa ném trả lại, trúng tay bà Châu Vinh Hóa, người đi cùng nhóm gia đình ông Thắng. Bức xúc, bà Hóa cầm viên gạch men vỡ ném lại khiến Lê Thanh Nhị Nguyên bị thương tích 13%. Năm 2021, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Châu Vinh Hóa 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, buộc bà này có trách nhiệm bồi thường gần 9 triệu đồng cho người bị hại.
Tuy nhiên, cả bị cáo và bị hại đều có đơn kháng cáo. Phía bị cáo Châu Vinh Hóa xin giảm nhẹ hình phạt, còn phía bị hại Lê Thanh Nhị Nguyên đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Lê Thanh Nhị Nguyên không đồng ý mức bồi thường mà tòa sơ thẩm tuyên nên đề nghị tòa phúc thẩm xem xét, buộc bị cáo Hóa bồi thường hơn 3,3 tỷ đồng do bị hại chịu các thiệt hại liên quan đến chăm sóc sức khỏe, nuôi bệnh, tiền đầu tư dự án âm nhạc, tiền luyện tập thể hình, phẫu thuật thẩm mỹ, không thể biểu diễn nghệ thuật, tổn thất tinh thần. Cộng đồng mạng được fan cười ngã nghiêng khi mà có những cái thiệt hại của Lê Thanh Nhị Nguyên cứ như kiểu động vào một cái nhân vật quá ư là nổi tiếng như một diễn viên Hollywood. Thì đúng là diễn viên thật. Diễn đến khi bị công an còng tay rồi mới hết diễn, chứ không là còn đất diễn là còn diễn. Nào là một mớ đạo lý nói ra, nào là vu vạ cho nhà em Diễm My, rồi là còn cùng chung tay để tạo ra những tin đồn là cha ruột em Diễm My lại là cuối cùng lại là cha dượng, đổ cho người ta đi xâm hại Diễm My. Nó tạo thành một cái bản kịch và đến bây giờ chúng ta nhìn lại chúng ta thấy là phải hết sức cẩn thận trên cộng đồng mạng, chứ không là chúng ta thành lừa hết. Ngày 9 tháng 12 năm 2021, kết thúc phiên tòa phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã bác gần như toàn bộ kháng cáo của bị hại Lê Thanh Nhị Nguyên, chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Châu Vinh Hóa, tuyên phạt bị cáo này 2 năm tù nhưng hưởng án treo. Và bây giờ chúng ta thấy đấy, đúng là một người luôn là la làng, rồi là một người kêu là người bị hại, và đến bây giờ Lê Thanh Nhị Nguyên vào tù. Đó là một câu trả lời xác đáng nhất. Đến nay, ông Thắng và gia đình vẫn không rõ Diễm My đang sinh sống ở đâu. Theo cơ quan điều tra, trước đó Công an tỉnh Long An đã nhận được đơn của người thân Diễm My về việc cô mất tích. Ngoài ra, thời gian qua, gia đình ông Thắng còn tố cáo về những việc người ở tỉnh Thất Bồng Lai đã có những hành vi lạm dụng, xâm phạm đến Diễm My. Do đó, mới đây, cơ quan an ninh điều tra đã ra thông báo tìm Diễm My để làm rõ và xử lý. Chúng ta có thể thấy ở đây là một hình ảnh về hước thời hiện đại. Đây chính là Lê Thanh Nhị Nguyên tập thể hình. Đấy, thân hình cứ phải nói là cuồn cuộn như thế này. Và dùng điện thoại xịn, đơn giản đâu. Đấy, và đấy là người ta nói là người đi tu đấy. Lừa đảo người dân đến cái lúc mà bị bắt ấy. Đấy, đến khi mà bị công an bắt. Mà có khi bị công an bắt nó vẫn còn la làng đấy chứ. Chứ không phải là nó chịu im đâu. Còn thở là còn lừa, còn thở là còn nói dối, con thở là còn mị dân, con thở là còn nói đạo lý. Và tiếp theo là một hình ảnh cộng đồng mạng đã chế. Chủ nhà Campuchia đưa môn mô tô nước vào thi đấu tại kỳ SEA Games sắp tới. Và đây là hai vận động viên tiêu biểu của Việt Nam. Và cộng đồng mạng đang khịa rất lớn cái vụ Tà Am này. Thiền Nam bên bờ vũ trụ, một nơi ban đầu được dựng nên nào là những người thầy ở đây tu hành này, rồi là xuống tóc đi tu này, nhập thêm nhiều Nico mới này, rồi là nơi mà nuôi dạy trẻ mồ côi này, một nơi đạo đức nhân văn này, rồi là đây là nơi nuôi dạy trẻ em rất tốt này, các trẻ em lên mạng là năm chú tiểu là nổi tiếng trên mạng này, mà cuối cùng bây giờ quá bồi bạc, thực sự quá bồi bạc. Không biết là những cái nơi như là bên công ty giải trí Điền Quân đấy, rồi là Trấn Thành, những cái người mà bưng bô cho Tà Am, không biết bây giờ giấu mặt vào đâu. Thực sự là những cái câu chuyện quá là trớ trêu. Mình hy vọng rằng là với những cái lý tưởng, những cái đạo lý nào là cả đời tu của mấy anh thanh niên này, Nhất Nguyên rồi Nhị Nguyên này, bây giờ đến lượt Nhị Nguyên vào tù ấy, thì hy vọng rằng với một người mà đã theo dõi bên Tà Am rất là lâu, thì mình hy vọng rằng là để giữ được trọn cái đạo tu của Nhị Nguyên, thì hy vọng rằng các chú công an ngày nào cũng cho ăn cơm trắng với muối vừng. Đấy, chỉ có ăn cơm trắng, muối vừng, đậu phụ thôi. Để cho họ tu, chứ tu thì phải ăn chay chứ, đúng không ạ? Đấy, để xem là như thế nào. Mình đang chờ đợi đến ngày mà xử Tịnh Thất Bồng Lai, xem là mấy ông sư này xem còn tập thể hình nữa không. Và Phúc Tài Chính cũng xin chia sẻ với cô chú, anh chị và các bạn như thế này. Đó chính là nếu như ngày xưa ấy, thì chỉ có truyền thông và truyền hình radio ấy, thường thường chỉ có TV và radio là hai cái kênh của nhà nước. Đấy, thì sẽ được xét duyệt và kiểm duyệt. Nhưng mà đến khi mà
tầm mười mấy năm nay khi mà Internet đã quá trở nên phát triển và phổ biến và toàn dân dùng Internet, phải gần như toàn dân dùng Internet rồi, thì chúng ta sẽ thấy một điều rằng là những cái thông tin ấy mà đăng trên mạng này, những thông tin trên các Facebook rồi trên YouTube, tất cả các mạng chúng đều có thể làm giả được. Chả qua một cái sự xét duyệt nào mà mọi thông tin chúng ta đọc được đơn giản là nó luôn luôn có ích cho một cái nhóm người nào đó. Giống như kiểu ngay cả đơn giản là các doanh nghiệp mà họ viết những cái bản tin lên trên cái những cái hệ thống truyền thông của họ đi, thì họ cũng phải luôn viết có lợi cho họ. Nên là suy cho cùng để mọi tất cả các bản tin bây giờ nó đều có lợi cho một cái tổ chức nào đó. Quan trọng rằng cái tổ chức đó nó có giá trị thực hay là giá trị ảo. Giống như cái hàng hóa đó là hàng hóa giá trị thực được bao nhiêu, hay lại là hàng trên mạng cũng là hàng vớ vẩn. Thế như chúng ta thấy, hàng ở trên mạng bên Tà Am, bên Thiền Am là một cái nơi mà tu hành nuôi dưỡng trẻ mồ côi như vậy, mà cuối cùng bây giờ nó thành một cái ổ lượm lon, rồi là nó trở thành là một cái nơi mà giả tu, rồi là coi như thầy nào cũng vào trại hết, cứ dần dần là vào trại hết, từ ông râu dài đến ông râu ngắn là coi như vào trại hết. Thì một cái mà mình nhận ra khi mà mình bắt đầu mình làm marketing ấy, không phải là mình lợi nhất là ở cái việc kiếm được nhiều tiền đâu. Giống như tôi marketing này, tôi kiếm được nhiều tiền từ cái việc tôi bán sản phẩm hay tôi quảng bá hình ảnh, mà cái lợi nhất của mình khi mình làm marketing đó chính là giữ được tiền. Tức là như ngày trước thì mình rất là tin, nhìn thấy quảng cáo là cứ nghĩ là mình tin luôn, cứ nghĩ là sẽ tốt luôn và dễ dàng bỏ tiền túi ra. Nhưng mà khi học marketing rồi là làm marketing mới nhận ra một điều là cứ phải xem xét đã. Và thậm chí có những cái chiêu trò marketing thì coi như học thì nó cũng chỉ có bằng đấy kiến thức. Nhiều chiêu marketing mà nhiều nơi nó dùng giống nhau, mà một cái chiêu mà dùng phổ biến nhất là một cái chiêu mà tự đánh bóng bản thân. Thứ nhất là có tâm có đức đấy, thứ hai là hết lòng vì người khác. Những cái kiểu đạo lý như vậy đấy, giống như tôi hết lòng vì dân, giống như các nghệ sĩ đó, hết lòng vì dân, yêu thương người dân. Tôi khóc chăn chọc vì người dân, nhìn cái đau khổ của đồng bào mà nước mắt tôi rơi lã chã, để rồi bao nhiêu người dân gửi tiền vào. Nhưng mà cuối cùng chúng ta nhận thấy thực tế nó lại khác. Vì vậy nên cái chiêu mà nói đạo lý là một cái chiêu mà được rất nhiều bên sử dụng. Bên Tà Am cũng là nói đạo lý, bên nghệ sĩ cũng nói đạo lý, mà ngay cả mình đi làm marketing cho các doanh nghiệp cũng thế. Bên nào mà chả là công ty chúng tôi sứ mệnh là sẽ giúp cho hàng triệu người Việt Nam mạnh khỏe, giàu có, rồi là các kiểu đấy, giúp cho bao nhiêu ngôi nhà Việt Nam hạnh phúc thịnh vượng. Sứ mệnh của chúng tôi là như vậy, công ty nào cũng là như vậy. Chúng tôi hết lòng vì người khác, nó là một cái chiêu giống nhau ấy mà. Nhưng cái quan trọng là giữa cái marketing và cái thực tế nó cách nhau xa không. Nhiều khi nếu nó cách nhau một tí thôi, giống như kiểu là nói cái sự thật một cách hay ho hơn thì là còn được. Chứ nếu như mà cái việc marketing với cái thực tế nó lại đối lập nhau, marketing rất là đẹp nhưng mà thực tế nó lại quá là xấu, thì nó sẽ trở thành một cái cú lừa trên cộng đồng mạng. Nên là bây giờ lên trên mạng chúng ta chỉ có một câu: nói phét ít thôi, nói phét ít thôi. Người nào PR cũng một bầu trời đạo đức, một bầu trời tư cách, hết lòng vì người nghèo, rồi là nói hay ấy, nhưng mà thực tế việc làm nó lại không có. Rồi là các thầy ở đây tu lành mạnh lắm, các thầy ở đây yêu thương trẻ, dạy dỗ những đứa trẻ lớn lên khôn ngoan, rồi là các thầy tu, các thầy ăn chay, các thầy một lòng kính Phật, các thầy tu tại gia. Rồi cuối cùng là các thầy phải nói là chơi bời nhảy nhót hơn cả vũ trưởng. Thì không thể tin được. Và chúng ta thấy đấy, một người Lê Thanh Nhị Nguyên đấy, cào lên ăn vạ mình là nạn nhân, đòi bồi thường 3,3 tỷ với những cái thiệt hại tinh thần to lớn không thể nào bù đắp nổi. Chỉ có thể bù đắp bằng 3,3 tỷ tiền mặt thì mới có thể là vừa lòng được. Nhưng cuối cùng thôi, Lê Thanh Nhị Nguyên là coi như vào tù rồi. Thế nó mới trở thành những cái trò cười trên cái mạng xã hội này. Nên bây giờ chúng ta phải hết sức tỉnh táo. Hết sức tỉnh táo. Bởi vì kiếm tiền là một phần, nhưng giữ tiền mới là quan trọng hơn. Đến bây giờ Hà Nội bây giờ cũng đang mưa rất là nhiều, và cũng sắp đến mùa lũ rồi. Xem năm nay là còn nghệ sĩ nào đi làm từ thiện nữa không. Bởi vì nếu như thực sự các ông, các chị, các anh, các chị là đi làm từ thiện từ tâm đi, thì là có quy định của pháp luật thì lại càng vui sướng, bởi vì anh chị làm từ thiện từ tâm mà. Giống như kiểu là đi làm công ty cũng thế thôi,
Bây giờ công ty có quy định là phải là đúng 8 giờ vào làm, mà ông ngày nào ông cũng đi làm từ 7 giờ rưỡi thì việc gì ông cần phải suy nghĩ, ông vẫn đi làm bình thường. Chỉ có cái người nào hay đi muộn ấy, thứ toàn 9 giờ mới đến nơi ấy, thì là mới lo lắng bị phạt tiền thôi, chứ còn cái người vẫn làm tốt chả lo lắng gì. Thì sắp tới là đến mùa bão lũ rồi đây, sắp đến rồi, mẹ thử hỏi là được bao nhiêu nghệ sĩ làm. Bây giờ có văn bản của nhà nước ra, nào là nhận tiền là phải ký tá, rồi là treo số tiền, treo văn bản, rồi treo kết quả từ thiện ở cái ủy ban để cho người dân đối chiếu. Đấy. Rồi là không được giữ tiền lâu, chỉ trong vòng 1 tháng thôi. Thì liệu rằng là sẽ có bao nhiêu người tiếp tục làm từ thiện? Nếu thực sự cái người mà làm từ thiện từ tâm ấy, thì cái việc mà ra văn bản hay không là cái chuyện bình thường. Có khi họ cũng chả quan tâm bởi vì họ luôn làm đúng rồi. Nhưng mà cái người mà làm nó sai ấy, cứ giấu giấu đút đút sao kê cả năm trời như Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng và Thủy Tiên ấy, những cái người giấu đút sao kê ấy, đến bây giờ làm từ thiện là cứ phải đưa sao kê ra, phải sao kê làm xong là phải khóa tài khoản hẳn hoi, chốt sổ hẳn hoi chứ không phải tạm khóa báo có như Thủy Tiên ấy. Thì những người đấy sẽ lo ngay ngáy, và chúng ta vẫn đang đợi chờ xem họ có tiếp tục làm không, có tiếp tục huy động từ thiện không. Đấy. Chứ còn nói đạo lý thì ai chẳng nói được, giờ ông chỉ có nói phét. Đấy, đạo lý thì nói dễ lắm, nói thì mình thấy bây giờ cái việc dễ nhất là nói, có tốn cái gì đâu, chả tốn gì, quan trọng là hành động là như thế nào thôi. Và lên trên mạng đến bây giờ thì đấy, một coi như một người ăn vạ, là một nạn nhân chân yếu tay mềm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tổn thất đến tinh thần, thiệt hại về sức lao động và thiệt hại về thu nhập các kiểu, gào lên ăn vạ trong cái bản đòi bồi thường của Lê Thanh Nhị Nguyên, đòi được bồi thường 3,3 tỷ, bây giờ cuối cùng vào tù. Đấy, thế nên là cuộc sống này toàn những thằng mà nói đạo lý nổ nhiều, rồi là cao lên chửi người khác, nói người khác, thì toàn là những cái thằng tra ra cái gì. Và đấy là những cái thông tin mà Phúc Tài Chính chia sẻ và nói lên cái quan điểm trong video ngày hôm nay. Và Phúc Tài Chính rất cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Phúc Tài Chính. Hy vọng với những bản tin tối 19 giờ này có thể nói lên được những cái phần tâm tư nguyện vọng của cô chú, anh chị và các bạn, cái vấn đề trên mạng xã hội. Và Phúc Tài Chính xin cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn rất nhiều. Cô chú, anh chị và các bạn có thể là like video, chia sẻ video này và đăng ký kênh để ủng hộ Phúc Tài Chính. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn tại những video tiếp theo ạ.